ước gì con đò sẽ chẳng bao giờ sang sông. Tình yêu đôi lứa với những lời thề non hẹn biển. Nhưng một thay đổi lớn khiến cho chính những người yêu thương mình phiền lòng. Các ông các bà nhìn cái gì đấy? Không chịu nổi cái gì? Cô ấy ăn mặc kỳ khôi như người sao Hỏa. Mày ăn mặc kiểu gì thế này hả? Con có tên, nhưng mà không phải tên tiếng Việt. Là gì? Cindy. Cô thích Cindy à? Cô đi được, giỏi thì cô đi đi. Vậy cô gái này sẽ ra sao? Mời các bạn đón xem Cô Sếu Về Làng được phát sóng lúc 20 giờ ngày 6 tháng 2, tức mùng 2 Tết trên kênh Info TV. Phát sóng lúc 20 giờ 30 ngày 8 tháng 2, tức mùng 4 Tết trên kênh Star TV.